thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, tổ chức Y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 là đại dịch toàn cầu. Và trong bối cảnh đó thì một số nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp để nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19, chẳng hạn như kiểm tra thân nhiệt trước các cuộc họp của chính phủ và quốc hội. Và cũng xin được thông tin thêm tới quý vị, đó là lần gần nhất mà Tổ chức WHO đã tuyên bố đại dịch chính là đợt bùng phát của cúm H1N1 vào năm 2009 và cũng tính rằng đây là lần đầu tiên mà một chủng virus corona tạo nên một đại dịch tại toàn cầu. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy bây giờ thì tất cả các quốc gia đều sẽ phải có chiến lược để ứng phó với virus corona SARS-CoV-2 bởi vì trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều những quan điểm nhìn nhận rằng có vẻ như châu Á chống dịch như chống giặc và có những biện pháp hết sức cứng rắn thế còn tại châu Âu thì gần như là mọi người vẫn đang cảm thấy rằng là SARS-CoV-2 vẫn không đáng lo ngại hơn so với cúm mùa thông thường. Bây giờ thì chắc chắn là quan điểm của chúng ta đều phải khác xưa đúng không ạ? Chắc chắn là khác xưa rồi bởi vì ngày hôm qua thì tôi cũng có nói chuyện với lại một vài người bạn đồng nghiệp đang công tác ở tại

thì họ cũng đã chia sẻ cho chúng tôi rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau bởi vì là những cái ý thức cũng đã tồn tại trong suốt là lâu đời ở tại Việt Nam à, cũng như là nhiều quốc gia ở tại Âu Châu thì họ có cái tư tưởng rất là độc lập trong suy nghĩ và nghĩ rằng cái câu chuyện của mình sẽ không ảnh hưởng đến ai cả đó cũng là lý do tại sao mà tình dịch bệnh cũng đang trở nên diễn biến phức tạp ở cả các cái quốc gia Âu Châu và hy vọng rằng đối với cái động thái của tổ chức y tế thế giới về các pháp ô đó là ban bố tình trạng khẩn cấp cũng như là tuyên bố dịch bệnh ở trên toàn thế giới thì sẽ cần phải có một cái cách thức khác nhau và nhiều cách khác nhau nữa để những người dân ở châu Âu cần phải đảm bảo sức khỏe của chính bản thân mình. À, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bài báo được đăng tải trên các trang báo số ra sáng nay. Trên tay tôi đăng là tờ Người lao động và có một thông tin cũng rất đáng chú ý được đăng tải ở trên trang 5 của báo Người lao động số ra sáng ngày hôm nay. À, thưa quý vị và các bạn, cùng với rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến chung tay chống dịch bệnh Covid-19 thì việc kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh cũng đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Theo đó thì tất cả những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo y tế bắt buộc và khai báo gian dối thì sẽ bị xử lý nghiêm. Trước tình hình cấp bách của dịch bệnh Covid-19, ngay trong ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị số 13 trên CTTTG về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thủ tướng cũng nêu ra là yêu cầu các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trung ương chủ quyết đối với các hiện tượng ngăn chặn và phát hiện nhanh, kiểm soát chặt nguồn lây bệnh, tổ chức cách ly hoặc là đưa ra những biện pháp giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, ra soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung và phải phát hiện ra kịp thời đối với những nguồn lây bệnh. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, cụ thể tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không trên bộ, hàng hải và lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới của khu vực Tây Nam. Ngoài ra thì đi máy bay khẩu trang cũng là một trong những biện pháp bắt buộc và nhập cảnh thì tất cả mọi người đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Chúng ta cần và phải phát huy sức mạnh của cả cộng đồng để kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh và để chung tay chống dịch COVID-19. À, đó là câu chuyện về nhập cảnh cũng là một câu chuyện nóng lên ở rất là nhiều cửa khẩu đặc biệt là ở tại các sân bay quốc tế nơi mà hàng ngày vẫn có rất là nhiều chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới trong tình hình dịch bệnh như thế này thì việc uh, chúng ta cần phải ra soát những người tiếp xúc với bệnh nhân nè rồi có những biện pháp để kiểm soát chặt người nhập cảnh cũng như là uh, chúng ta cần có rất là nhiều ngày hôm nay thì có rất là nhiều người cũng đang rất là bất bình về cái việc là trốn cách ly khai báo gian dối rồi hại mình hại người rõ ràng là những cái câu chuyện rất là nóng trong mùa đại dịch vâng chính xác là như vậy nếu như ở giai đoạn 1 à, thì chúng ta đã làm rất là tốt công tác kiểm soát dịch và 16 trên 16 ca thì đã đã chữa trị khỏi nhưng mà đến giai đoạn 2 này chúng ta thấy rằng là đã phát hiện ra một số cá nhân liên quan tới việc là khai báo gian dối hay là trốn cách ly và từ đó ảnh hưởng tới cộng đồng nhìn ra một câu chuyện chúng ta cứ nghĩ xem nếu như người đó nghi ngờ bị nhiễm mà tiếp xúc với những người khác thì chúng ta không biết rằng là rồi dịch bệnh sẽ lan nhanh như thế nào và ảnh hưởng tới cả cộng đồng và ngày hôm nay thì trên các trang báo cũng đề cập tới việc này à, trên trang tuổi trẻ thì có đề cập tới là phải xử lý nghiêm người trốn cách ly và cũng đã có những cái bài viết chi tiết về việc này. À, theo đó trên báo có đăng tải có những trường hợp thuộc diện cách ly bắt buộc nhưng đã tránh cách ly và hậu quả là hàng loạt hệ lụy kèm theo trong đó là làm lây lan dịch bệnh nhanh chóng hơn những tình huống là né tránh cách ly chéo ngoe đã xảy ra trong những ngày qua và buộc các cơ quan chức năng phải xem xét áp dụng các hình thức chế tài để đảm bảo là có thể kiểm soát được dịch Covid-19 và cũng có những cái mức phạt đã được đưa ra để làm sao mà chúng ta mang tính răn đe hơn À, theo ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, nghị định 176 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế ban hành năm 2013 quy định là các trường hợp né tránh cách ly làm lây lan dịch bệnh gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng tới người dân sẽ phải xử lý phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng và cưỡng chế cách ly theo quy định và chúng ta cũng hy vọng rằng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì chúng ta sẽ tìm được tất cả những người có nghi ngờ nhiễm, đặc biệt là liên quan tới chuyến bay đã khiến cho rất là nhiều người dương tính với Covid-19 và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ uh, giúp cho người dân hiểu rõ được cái việc mà chúng ta cần thiết phải cách ly từ việc là cách ly tập trung cho tới cách ly tại nhà và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được việc là lây lan dịch bệnh đúng là như vậy trong cái thời gian vừa rồi thực sự cũng phải chia sẻ với chị Vân Anh cũng như là với quý vị khán giả tất cả mọi thứ dường như là đang chuẩn bị trở lại quỹ đạo rồi việt Sao? nam chuẩn bị công bố hết dịch rồi trẻ em chuẩn bị đi học rồi chúng tôi cũng vui mừng bởi vì là mình cũng sắp uh, quay trở lại với cái nhịp sống thường nhật rồi thì bùng một phát có một cái chuyến bay phải nói là rất là kinh hoàng và có rất là nhiều nhân vật uh, khi mà họ đã trốn cách ly là thứ nhất này rồi uh, khai báo gian dối về tình hình dịch bệnh của mình và bây giờ thì là cái câu chuyện nó đã hoàn toàn khác rồi và ảnh hưởng đến rất là nhiều ngành nghề khác ở trong xã hội cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là làm việc Ờ, trên bìa của Báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay thì có một cái tiết bài là hội họp trực tuyến mùa dịch Học sinh thì phải học online và hội họp và tất cả mọi thứ cũng đều phải đang được diễn ra trực tuyến Đó là câu chuyện về một loạt bộ ngành đã dừng các cuộc họp trực, tuyến, à, trực tiếp và chuyển qua họp online để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 Bài viết được đăng tải trên trang 2 và trang 3 của Báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay của tác giả Ngọc Thanh theo đó thì không chỉ tiết kiệm tiền thì cái hình thức chuyển đổi từ hình thức học offline sang học online theo các chuyên gia là rất phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng như đang căng như dây đàn như hiện nay. Vì càng tụ họp đông người, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Trong khi đó thì thực tế các cuộc họp trực tuyến có sự kết nối của Internet có nhiều ưu điểm mới, ví dụ như là hình ảnh trực quan hơn, sinh động hơn, kết nối đa điểm cũng như là chia sẻ thông tin giữa những người dùng xa cách nhau, truyền âm thanh và dữ liệu đồng theo thời gian thực. Và một trong những cơ quan tiên phong trong việc thực hiện họp xử lý công việc trực tuyến là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ này cũng đã được Bộ trưởng Đào Ngọc Trung đưa ra những cái quan điểm yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thì từ ngày 9 tháng 3, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã tạm hoãn các cuộc họp và hội nghị hội thảo tập trung đông người để đảm bảo thực hiện tập trung đúng tiến độ và chuyên môn đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó vào ngày 10 tháng 3 thì văn phòng Bộ dục đào tạo cũng có văn bản gửi các đơn vị thuộc cơ quan của bộ yêu cầu tạm hoãn toàn bộ các chuyến công công tác cũng như là công du nước ngoài, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Còn tại một cuộc họp trực tuyến mới đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nếu làm tốt, chính phủ điện tử cũng là một trong những giải pháp ngăn ngừa COVID-19, khi hiện nay nhiều cơ quan đơn vị trường học ứng dụng chính phủ điện tử trong giao dịch, hạn chế những tiếp xúc trực tiếp. Trong nghị quyết phiên họp chính phủ tháng 2 vừa ban hành vào ngày 10 tháng 3, Thủ tướng một lần nữa yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương gương mẫu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chúng ta cũng hy vọng rằng hội họp trực tuyến không chỉ diễn ra trong mùa dịch mà sẽ còn được tiếp tục duy trì hơn nữa bởi vì thực ra đây là một hình thức rất là tốt vừa tiết kiệm mà vừa đảm bảo được cái sự cơ động và như là chúng ta cũng vừa đang thấy đó chính là rất là nhiều quốc gia đã sử dụng cái hình thức đó là chính phủ điện tử cũng như là giảm thiểu tối đa những cái cái công đoạn khi mà chúng ta phải ra các cơ quan công quyền hoặc là làm những cái hồ sơ chính sách gì đó thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới à, chúng ta nhân cái cơ hội này nghĩ về một mặt tích cực hơn nữa là sẽ có nhiều thứ được thay đổi và một trong số đó đó chính là mô hình chính phủ điện tử.